Tài hoa, xinh đẹp nhưng bạc mệnh, sự ra đi của diễn viên Mai Phương đến nay vẫn còn khiến nhiều bạn bè, người hâm mộ tiếc thương. Khi nữ diễn viên qua đời, nhiều người đã đổ dồn sự chú ý sang Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ, đồng thời cũng là ba ruột của con gái cô, bé La Vi. Cũng trong lúc này, nhiều tin đồn cho rằng Phùng Ngọc Huy đã có bạn gái mới. Người yêu tin đồn của anh là ca sĩ Đan Kim. Cô chính là người cho Phùng Ngọc Huy ở nhờ tại Mỹ và giúp cho anh các thủ tục cần thiết. Mới đây, Đan Kim đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ của mình và Phùng Ngọc Huy. Cụ thể, trong một bình luận trên mạng xã hội, khi có người hỏi, chị và anh Huy bao giờ cưới nhau ạ? Mến thương chị lắm. Cô không ngần ngại khẳng định, Huy yêu Mai Phương và mãi mãi không cưới ai đâu, bạn không cần hỏi. Trước đó, nữ ca sĩ cũng cho biết mình rất thân thiết với bà con và gia đình cố nghệ sĩ Mai Phương. Nhà ngoại bé La Vi nhiều lần gọi nhờ cô khuyên nhủ và cố gắng giúp hai cha con. Bên cạnh đó, sau khi Mai Phương qua đời, cô cũng tiết lộ Phùng Ngọc Huy đã suy sụp và không ăn uống gì. Việc khẳng định Phùng Ngọc Huy còn yêu Mai Phương của Đan Kim đã bác bỏ những tin đồn không hay gần đây. Bên cạnh đó, vừa qua, một đoạn clip quay lại cảnh Mai Phương tươi cười kể chuyện trêu La Vi và thoải mái nhắc đến tên Phùng Ngọc Huy đã chứng minh rằng mối quan hệ của cố diễn viên và bạn trai cũ vẫn rất tốt đẹp. Sau khi Mai Phương mất, nhiều người mong muốn Phùng Ngọc Huy sẽ là người nuôi dưỡng bé La Vi. Đúng như mong đợi, tối ngày 7 tháng 4, anh vui mừng cho biết đã chính thức được thừa nhận là người có toàn quyền nuôi dưỡng bé La Vi. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè và những người quan tâm đến con gái trong những ngày vừa qua. Huy đã thừa nhận là người có toàn quyền nuôi dưỡng bé Thiên Như. Do chưa thể về Việt Nam trong lúc này, Huy đã nhờ ba mẹ lui tới chăm nom bé La Vi. Đồng thời, để giữ cho cuộc sống của bé La Vi không bị quá nhiều xáo trộn và thay đổi, sợ con sẽ không thể chịu thêm những cú sốc, bé La Vi tạm thời vẫn do hai cô bảo mẫu trực tiếp chăm sóc. Nam ca sĩ cũng khẳng định bé La Vi là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Phùng Ngọc Huy cho hay sẽ làm mọi cách để hai cha con sớm đoàn tụ. Huy xin khẳng định lại một lần nữa, đối với Huy, con gái La Vi luôn là ưu tiên hàng đầu. Huy sẽ không bao giờ để con thiếu thốn tình thương hay phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Đến lúc này, Huy đã được toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé La Vi theo đúng quy định pháp luật. Anh viết.